Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 06 ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về tăng cường xử lý các vi phạm trọng tải, kích thước thành thùng, hoạt động vi phạm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, lực lượng liên ngành đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử phạt 360 triệu đồng đối với xe vi phạm trọng tải. Trong đó, đã tập trung tuyến có nhiều xe quá khổ quá tải như quốc lộ 5, quốc lộ 39, quốc lộ 38, đường tỉnh 378, đường tỉnh 379 và các bến bãi vật liệu xây dựng. Trong 10 ngày của đợt 1 ra quân, tổ liên ngành đã thực hiện 6 ca luân phiên tuần tra kiểm soát 24/24 giờ. Qua kiểm tra phát hiện 13 trường hợp vi phạm, xử lý lập biên bản xử phạt 10 trường hợp với số tiền 360 triệu đồng, tước giấy phép lái xe và đình chỉ hoạt động 14 trường hợp, tạm giữ 3 ô tô. Tuy nhiên, nhiều lái xe vi phạm chủ yếu là vào ban đêm đã có những biểu hiện chống đối, trốn tránh như dừng xe lấy lý do quên giấy tờ hoặc cho xe đi vòng qua đường tránh. Đây cũng là những khó khăn nhất định làm ảnh hưởng đến việc kiểm tra xử lý xe ô tô tải vi phạm lưu thông trên tuyến đường quốc lộ của đội liên ngành. Quá trình thực hiện thì cũng có những cái khó khăn. Thứ nhất là cái việc chở hàng hóa quá tải nên cái việc xử phạt nó rất cao, nên là cái lái xe nhiều khi là bất hợp tác. Cái hai là khi mà kiểm tra thì hầu hết các trường hợp vi phạm thì lái xe đều không giữ tờ, mà chủ phương tiện hoặc là chủ doanh nghiệp đều giữ tờ, nên là cái việc kiểm tra nó cũng rất mất nhiều thời gian. Thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra kiểm soát các phương tiện trên địa bàn tỉnh, thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông đã huy động 2.700 lượt cán bộ tham gia công tác tuyên truyền, chấn chỉnh đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh đã tổng kiểm tra trên 7.220 phương tiện, lập biên bản xử lý 1.650 phương tiện vi phạm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã ra quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 88 trường hợp, tạm giữ 418 phương tiện, phạt tiền 1,6 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không có giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không có giấy đăng ký xe, giấy đăng ký bị tẩy xóa, lái xe không mang giấy tờ, không có chứng nhận bảo hiểm vi phạm tốc độ. Thì vội về đi làm lại quên mất không mang gì. Rồi xe muộn có bạn nó không mang gì. Trong đợt cao điểm này, lực lượng chức năng tổ chức một số chuyên đề kiểm tra về nồng độ cồn, coi đây là một trong những giải pháp để hạn chế lái xe sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện, qua đó phát hiện có 81 trường hợp vi phạm. Vui, anh em ngồi vui nhau thì em uống 1-2 cốc. Thì em đi đến đây thì bị các anh kiểm tra nồng độ cồn. Và kiểm tra nồng độ cồn thì nồng độ cồn là 1,75. Giấy tờ thì em có mang nhưng mà em chưa có bằng. Ngoài lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh, các đội cảnh sát giao thông của các huyện, thị xã, thành phố cũng tập trung lực lượng và tăng cường kiểm tra tại các chốt trọng điểm. Những phương tiện vi phạm không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, cảnh xe cơ giới, thứ hai là không có giấy phép lái xe và không có đăng ký xe thì chúng tôi đã có lập hơn 200 biên bản vi phạm về những lỗi trên, và quá trình kiểm tra thì có phát hiện được 2 vi phạm về nồng độ cồn. Cùng với việc tuần tra kiểm soát, cảnh sát giao thông bố trí lực lượng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ, trong đó tập trung tuyến quốc lộ trọng điểm và các tuyến cao tốc để kiểm soát ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông Hưng Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an thành phố Hưng Yên xử lý các cái lỗi vi phạm, ví dụ như người điều khiển phương tiện sử dụng ma túy, uống rượu bia và chạy quá tốc độ, xe khách thì chở quá số người. Hy vọng qua đợt kiểm tra cao điểm này, ý thức của người tham gia giao thông sẽ được nâng cao thông qua việc chủ động chấp hành tốt hơn pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, Cuối chương trình là clip tình huống tai nạn giao thông trên đường. Người phụ nữ điều khiển xe gắn máy đã không xử lý kịp tình huống khi một bên là xe máy chở hàng công kênh, một bên là xe ô tô. Vì thế, người phụ nữ này đã phải thắng gấp lại và va quệt vào đuôi xe máy chở hàng, ngã nhào xuống đường. Chiếc xe máy bị cuốn vào xe bán tải và văng ra xa. Rất may mắn cho người phụ nữ này vì các xe xung quanh thắng lại kịp thời, nếu không đã có tai nạn liên hoàn xảy ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Cảm ơn công ty Xe Buýt Thành Công đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.